Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nga Putin muốn ngồi mãi trên ngai vàng. Trang nhất của tờ báo Le Monde cũng trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đề hai tựa với nội dung được triển khai ở trang trong: Thế giới chạy đua tìm vaccine, một cuộc chiến khốc liệt và Putin tự thưởng trong một cuộc trưng cầu dân ý đúng kích thước với mục đích tăng thêm quyền lực và tiếp tục cầm quyền sau năm 2020. Thông tín viên của Nhật báo độc lập từ Moscow cho biết thêm, trong suốt một tuần lễ kể từ ngày 25, một cuộc bỏ phiếu được dàn dựng kỹ lưỡng để cho phép Tổng thống Nga cầm quyền mãi mãi. Đây là hình ảnh bỏ phiếu trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp Nga, ảnh chụp tại một đơn vị bỏ phiếu ở Vladimir Vostok vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Theo thăm dò ý kiến, chỉ có 42% người Nga tin là bầu cử trong sạch. Một loạt sự kiện bất thường được ghi nhận như sau: quan sát viên đại diện các đảng phái không được vào phòng phiếu, người đi bầu chỉ cần ký tên, không cần ghi số căn cước. Chưa hết, nhiều nhân chứng than phiền trên báo là giới công chức bị sức ép phải đi bầu, nếu không sẽ bị sa thải. Tờ báo Le Monde của Pháp cũng cho biết những tiết lộ tương tự của nhiều nhà giáo, nhân viên các công ty hay bán công. Nhiều công chức họ lo sợ phải cung cấp địa chỉ của thân nhân và cam kết sẽ vận động cho ít nhất 10 người đi bầu. Tại Moscow, kênh truyền hình độc lập của Nga Dost cho biết nhiều người hưu trí được ghi tên vào danh sách cử tri xin ủy nhiệm mà không được hỏi ý kiến. Người làm dịch vụ này được thù lao từ 50 đến 75 rúp. Tổng thống Nga thách thức virus corona để khẳng định quyền lực của mình. Đây là hình ảnh Nga tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành. Các biện pháp phòng dịch được siết chặt, ảnh cử tri trở đến lượt tại một điểm bỏ phiếu ở St. Petersburg ở Nga vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Vào lúc mỗi ngày vẫn có thêm từ 6 đến 7.000 ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Chính quyền Nga huy động cử tri tham gia một cuộc trưng cầu dân ý dưới tên gọi chính thức là một cuộc bỏ phiếu quần chúng để sửa đổi hiến pháp và cho phép Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền cho đến tận năm 2036. Câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng thống Putin, người đã nắm trọn quyền lực, lại cần đến sự đồng thuận của cử tri và cả Điện Kremlin đang toan tính những gì có việc duy trì cuộc bỏ phiếu lần này, trong lúc nước Nga đang phải đối mặt với đại dịch viêm phổi Vũ Hán hết sức nghiêm trọng. Nước Nga đã bước vào một tuần lễ trưng cầu dân ý kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020 cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2020. Cuộc bỏ phiếu lần này được kéo dài đến một tuần do đòi hỏi tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội đảm bảo an toàn về y tế. Văn bản sửa đổi hiến pháp mở đường cho Tổng thống Putin tiếp tục điều hành đất nước cho đến năm ông 84 tuổi đã được Quốc hội Lưỡng viện Nga thông qua từ đầu năm nay. Kết quả cuộc tham khảo ý kiến người dân gần như đã được báo trước, nhưng Điện Kremlin vẫn muốn có một cuộc bỏ phiếu nhằm tăng thêm bề dày cho quyền lực đã hoàn toàn nằm trong tay Tổng thống Putin từ năm 2000. Sự kiện này đã được dự trù diễn ra vào tháng 4 năm 2020, nhưng do đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã buộc chính quyền rời lại cho đến nay. Theo phân tích của lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, Grenadin, đây là điều chớ trêu khi biết rằng ông Putin đã thâu tóm nhiều quyền lực hơn cả những vị pharaoh Ai Cập xưa kia, hơn cả các vị Sa Hoàng hay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản dưới thời Xô Viết. Đồng thời, tiếng nói đối lập của Nga vừa bị chia rẽ, vừa ít nhiều bị vô hiệu hóa. Trả lời đài Euronews, sử gia Sergei, chuyên nghiên cứu về thời kỳ chiến tranh lạnh, trưởng khoa luật và khoa học chính trị Đại học Cardiff của Anh Quốc giải thích: kết quả trưng cầu dân ý lần này đã được biết trước, bất luận người dân Nga có nghĩ gì về Vladimir Putin. Đối với chủ nhân Điện Kremlin, trò hề dân chủ lần này vẫn quan trọng. Và đơn giản, đây là sự kiện sẽ cho thấy Tổng thống Nga là một nhà dân chủ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin chụp chung với các cựu chiến binh. Các vị Sa Hoàng xưa kia nhận được sứ mệnh cai trị nước Nga từ các đấng thiêng liêng, còn Putin nhận được sứ mệnh từ nhân dân. Tổng thống Nga muốn tạo dựng một cơ chế pháp luật để chứng minh cho tính chính đáng của ông ở Điện Kremlin. Ngoài phần hình thức như sử gia Sergei giải thích, tuần lễ trưng cầu dân ý này còn quan trọng đối với ông Putin ở chỗ uy tín của Tổng thống Nga trong mắt công luận đã liên tục suy giảm từ mùa xuân năm 2018. Dịch viêm phổi Vũ Hán và nhiều tuần lễ Nga tự phong tỏa để ngăn ngừa dịch bệnh càng làm lộ rõ những khó khăn về kinh tế của đất nước Nga này. Chính vì vậy mà Tổng thống Vladimir Putin đã phải khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mở lại những trang sử oai hùng của Liên Xô trong bài diễn văn ở Quảng Trường Đỏ kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thế giới thứ hai
Đồng thời, Putin nhắc nhở người dân Nga rằng chính ông mới là người được khôi phục lại danh dự cho Liên bang Nga. Vậy phải chăng do hào quang đang bị mờ nhạt, cho nên Tổng thống Nga đã sẵn sàng thách thức cả đại dịch viêm phổi Vũ Hán để tổ chức cho bằng được cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả đã được biết trước. Cho đến ngày 24 tháng 7 năm 2020, Đô trưởng Moscow vẫn kêu gọi người dân xem lễ duyệt binh mừng 75 năm kết thúc chiến tranh qua đài truyền hình. Cách đây 2 hôm, nước Nga cũng ghi nhận thêm 7.425 ca nhiễm virus corona và đang vượt ngưỡng 600.000 bệnh nhân. Ngay cả tờ báo Kresta trung thành với chính quyền cũng đã phải cho rằng Tổng thống Putin hủy dịch để tổ chức cho bằng được cuộc bỏ phiếu hôm nay. Và Điện Kremlin cần trông thấy hình ảnh của cử tri Nga ồ ạt đến các phòng phiếu. Để đạt được mục tiêu này, nhiều vùng miền đã tổ chức các cuộc xổ số với những lô độc đắc giá trị hay tặng quà cho cử tri. Báo Le Monde của Pháp cũng tiết lộ, thủ đô Moscow dự trù một ngân sách tới 130 triệu euro để tặng quà cho những ai thi hành bổn phận công dân. Theo viện thăm dò Viscom thân cận với Điện Kremlin, 42% những người được hỏi tin vào một cuộc bỏ phiếu trung thực với kết quả đáng tin cậy. Có điều, các nhà quan sát thường được gửi đến các phòng phiếu lần này phải có giấy phép của các chính quyền địa phương mới được tác nghiệp. Đáng chú ý không kém, theo như ghi nhận của thông tín viên báo Le Monde từ Moscow, là cử tri không cần phải trình giấy tờ tùy thân mà chỉ cần một chữ ký là đủ. Và trưng cầu dân ý cải tổ hiến pháp Nga, đối lập bất đồng về và phản đối. Đây là hình ảnh Dmitry Medvedev, cựu tổng thống và thủ tướng và là cánh tay phải của ông Putin đã bỏ phiếu vào hôm 25 tháng 6. Chính quyền Nga đã tổ chức trưng cầu dân ý về dự án cải tổ hiến pháp vào hôm 25 tháng 6 năm 2020. Dự án cải tổ hiến pháp nếu được thông qua sẽ cho phép Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền thêm 2 nhiệm kỳ nữa, có nghĩa là đến năm 2036. Đối lập Nga lên án đó là một cú đảo chính hiến pháp. Tuy nhiên, phản đối bằng cách tẩy chay hay bỏ phiếu chống, hiện tại nội bộ đối lập đang bị chia rẽ cao độ trong vấn đề này. Thông tín viên Daniel tường trình từ Moscow cho hay, không có cơ hội tham gia trên truyền hình, cũng không thể tổ chức meeting do dịch viêm phổi Vũ Hán, các thủ lĩnh đối lập buộc phải tranh luận trên mạng Internet. Đối với những người nổi tiếng nhất trong số họ, luật sư, blogger Alexei, sẽ không có chuyện tham gia vào cuộc bỏ phiếu được coi là một trò hề này. Ông nói như sau, tôi ủng hộ việc tham gia vào các cuộc bầu cử trong 99% trường hợp. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này là hoàn toàn bất hợp pháp, như vậy không thể tham gia. Bên cạnh đó còn có các nguy cơ liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo tôi, sẽ là vô đạo đức khi kêu gọi những người ủng hộ tham gia những điều kiện như vậy. Đối với những người ủng hộ việc tẩy chay bỏ phiếu, tham gia cuộc trưng cầu dân ý là một cách thừa nhận cải tổ hiến pháp là hợp pháp. Và biện pháp duy nhất để có thể gây áp lực, theo quan điểm của họ, là giảm đến mức tối đa tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Đây là hình ảnh. Vào năm ngoái, phe đối lập đã huy động được hơn 20.000 người biểu tình ở thủ đô Moscow vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 để yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Ngược lại, theo cựu thành viên của đảng Labroko, Maximin Kast, cần phải đi bỏ phiếu và phản đối dự án cải tổ của Tổng thống Nga bằng chính lá phiếu của mình. Ông nói như sau, kể từ khi cuộc bầu cử vào năm 2018, tỷ lệ được lòng dân của Putin đã tụt xuống thê thảm. Trên đường phố, tất cả mọi người đều nói rằng họ muốn phản đối việc cải tổ hiến pháp. Trong xã hội có một sự phẫn nộ ghê gớm, mọi người muốn đi bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, bất luận đối lập chọn chiến lược nào thì cải cách hiến pháp mà ông Putin muốn có gần như chắc chắn sẽ được thông qua vào ngày 1 tháng 7 tới. Tổng thống Nga sẽ có quyền tại vị thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình cách đây ít hôm, ông Putin lần đầu tiên nêu khả năng sẽ ra ứng cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024. Theo thăm dò dư luận của Viện Levada có quan điểm độc lập, tỷ lệ ủng hộ phiếu với ông Putin giảm mạnh từ 79% xuống còn có 59% trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 cho đến tháng 5 năm 2020. Để tránh gây phản cảm, chiến dịch quảng bá cho dự án cải tổ hiến pháp trên đường phố không hề nhắc đến việc cải tổ sẽ cho phép ông Putin cầm quyền thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Các áp phích tuyên truyền tập trung cổ vũ cho việc đức tin vào Chúa Trời sẽ được ghi vào hiến pháp hay việc không chấp thuận hôn nhân đồng tính. Đảng cầm quyền tin tưởng việc cổ vũ cho các giá trị bảo thủ như trên sẽ giúp thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri Nga. Và qua những việc này, dường như đã thấy rất rõ rằng ông Putin đang dọn đường để làm Tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một buổi họp qua video vào ngày 20 tháng 6 năm 2020.
Trong buổi phát biểu trả lời phỏng vấn của truyền hình vào ngày 21 tháng 6, Tổng thống Putin nêu rõ, tôi không loại trừ khả năng tái tranh cử nếu điều này được cho phép theo hiến pháp. Hiện tôi chưa quyết định bất cứ điều gì cho bản thân. Vào hôm 10 tháng 3 năm 2020, tại Viện Duma, tức Hạ viện Nga, đáp lại đề nghị của một nghị sĩ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ việc tính lại từ đầu các nhiệm kỳ của ông nhân dịp sửa đổi hiến pháp, để ông có thể tái tranh cử vào năm 2024 với khả năng nắm quyền thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Đề nghị này sau đó đã được các nghị sĩ của Nghị viện Duma thông qua. Từ Moscow, thông tín viên Paul Koko đã gửi bài về tường trình như sau. Đây là một vở kịch rất nhuẩn nhuyễn vừa diễn ra tại Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, vào lúc các nghị sĩ Nga đang tập trung biểu quyết và sửa đổi hiến pháp. Một nữ nghị sĩ rất nổi tiếng, Vladin, là nữ phi hành gia đầu tiên bay lên không gian, đã đề nghị thêm một điểm sửa đổi. Nghị sĩ thuộc Đảng nước Nga Thống nhất, đảng theo lệnh của Điện Kremlin, đã đề nghị tính lại từ đầu các nhiệm kỳ của Tổng thống Nga để ông có thể ra tái cử vào năm 2024 với khả năng nắm quyền thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Đây là điều mà hiến pháp hiện hành của Nga không cho phép. 30 phút sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến phòng họp Quốc hội để tuyên bố ủng hộ đề nghị nói trên. Ông tuyên bố như sau. Trên nguyên tắc, phương án này chỉ có thể được thực hiện với một điều kiện. Nếu Tòa Bảo hiến của Liên bang Nga chính thức kết luận rằng sửa đổi hiến pháp này không trái với các nguyên tắc và các điều khoản cơ bản của hiến pháp. Vài phút sau phát biểu của Putin, các nghị sĩ được mời biểu quyết về khả năng cho phép Tổng thống Nga tiếp tục nắm quyền sau năm 2024. Kết quả là 380 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận, 43 nghị sĩ cộng sản bỏ phiếu chống. Bây giờ chỉ còn chờ ý kiến của Tòa Bảo hiến, như Tổng thống Nga có nói ở trên. Như vậy là mọi cánh cửa đang mở rộng ra sau tuyên bố của ông, và viễn cảnh Putin làm Tổng thống cho đến tận năm 2036 có thể thành hiện thực hơn bao giờ hết. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020 với bản tin Nga, Putin muốn ngồi mãi trên ngai vàng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de